Ây da, mấy cái lần trước còn lấy về được một tí, lần này không lấy được về tí nào, chúng nó lấy hết của mình về rồi. Bực mình. Ây da, bà phèn đâu? Con mày đâu rồi? Nhà gì mà như có mà thế này. Ôi giời ơi, ông còn lục lọi cái gì nữa chứ? Hay à, cái con vợ về đây rồi. Lấy tiền cho tao để tao đi lấy rượu về. Chúng nó lấy hết rượu của tao rồi. Làm gì có tiền? Có ít tiền thì ngày hôm qua đưa ông hết rồi còn gì nữa. Mà ngày làm cái gì mà ngày nào cũng đòi tiền thế hả? Hay à, đưa đây. Không nói nhiều. Tao hết rượu rồi. Đưa tiền cho tao để tao đi lấy rượu. Đưa đây. Đưa đây. Đã bảo là không có mà. Còn tiền học phí của cái Mỹ nữa. Còn phải nợ cô giáo đây. Mặc kệ cái Mỹ chứ. Nó lớn rồi mà. Đi. Vợ say à. Mày cho tao tí tiền đi. Tao chỉ đi một lát rồi tao lại về. Tối tao lại về ngủ với mày mà. Ây da, làm gì có cái gì. Đây, ông xem. Của cải của ông bà để lại, ông mang bán, rồi à đánh bạc uống rượu. Trong nhà chỉ còn mỗi cái giường làm bằng tre đấy. Ây da, bây giờ bà lại còn chửi tôi à. Tôi chỉ muốn tốt cho cái nhà này thôi mà. Tốt tốt cái gì? Còn ma mẹ nó làm ông không biết cái đường đi rồi. Ông nhớ hôm qua ông đánh tôi thế nào không? Ây da, tôi đánh vợ say bao giờ chứ. Tôi yêu vợ say nhất nhà mà. Đi, vợ say cho tôi tiền mua rượu đi. Tôi đã bảo là tôi không có. Mà ông không tin thì ông khám thử xem. Thế lại bắt phải phải sơ thử à? Đâu, xem nào. Đâu? Nhé. Mày không có tiền. Lúc nào mày cũng bảo không có tiền. Mày giấu tiền ở đâu? Mang ngay đây. Không có ông giết mày. Đâu rồi? Đâu? À, đây rồi. Mày đúng đây. À, ông thì ông hút mày chết. Mày chạy đi. Mày chạy đi. À, khổ quá, tôi đã bảo tôi không có tiền. Tôi có phải là vợ ông nữa không? Vợ à? Mày nhìn lại cái người mày xem hả? Trông có giống cái con dê con ngựa không hả? Bây giờ ông chê tôi già, tôi xấu. Tôi già tôi xấu là vì ông đây. Không nói nhiều, mày có đưa tiền cho tao không? Ông suốt ngày chỉ rượu thôi, không biết làm ăn gì cả. Ông không thương vợ, thương con Mỹ à? Thương à? Thương mà mày lại bảo với lại trưởng thôn là tao suốt ngày uống rượu, về đánh vợ đánh con. Để khi tao xuống dưới chợ, mọi người cười vào mặt tao thế à? Mày thương tao thế à? Hả? Mày chạy đi đâu? Hả? Mày chạy đi đâu? Tao chỉ trông to mày. Mày hả? To. Cái gì? Tại sao? Tao lúc nào say rượu mà cũng đánh mẹ thế hả? À, cái Mỹ đây rồi. Mày, mày có tiền đưa cho tao để tao lấy đi lấy rượu về. Đưa đây, đưa ngay tiền đây. Con làm gì có tiền mà đưa cho bố uống rượu? Mà bố, bố không thương mẹ à? Chỉ vì mẹ không có tiền đưa cho bố để đi mua rượu mà bố ngày nào bố cũng đánh mẹ như thế à? Thương chứ, tao thương mẹ mày lắm chứ.
Chính vì thương tao phải đánh để mẹ mày lòi tiền ra cho tao đi uống rượu chứ. Kiểu bố, nhà mình làm gì còn tiền nữa hả bố? Mà bố cũng biết đánh người trong nhà là bạo lực gia đình không ạ? Nó sẽ gây ra những hậu quả như thế nào không? Nó làm ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của mỗi thành viên trong gia đình mình. Bạo lực gia đình dù ở dạng nào đi chăng nữa, nó cũng làm ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe của mọi người đấy bố ạ. Con Mỹ nó được đi học, nó biết nên nó nói đúng đây. Bố có biết không, con không thể nào tập trung học tập được. Đến trường lớp con cũng không dám ngẩng đầu lên vì người ta nói con là con của một người nghiện rượu cờ bạc luôn bạo hành gia đình. Bố ơi, con muốn sống tốt như nhiều bạn ở trường, sống hạnh phúc gia đình. Thôi đi, không ai được nói gì nữa. Ở cái nhà này, chỉ có mỗi mình tao là người có quyền. Tao muốn nói gì thì tao nói. Ây à, ông say à, con Mỉ nó nói đúng đấy. Ông suy nghĩ và bỏ ngay cái rượu đi. Im ngay, không phải dạy cái khốn cho tao. Ở cái nhà này, tao là to nhất. Tao nói cái gì là đều đúng nhất. Mẹ con mày không thích, không sống được thì đi chỗ khác mà sống. Bố, bố nói như thế thì con không muốn ở nhà này nữa đâu. Con không muốn ở nhà này nữa đâu. Mỉ ơi. Bà không được đi đâu. Bà đi vào trong nhà ngay, nó lớn rồi, kệ nó. Cái gì? Chuyện gì thế? Cái gì như tiếng xe vừa đâm nhau? Ôi trời ơi! Ông bà say ơi! Hả? Chuyện gì thế? Chuyện gì? Con Mỹ! Con Mỹ làm sao? Con Mỹ bị xe đâm. Hả? Đang đưa đi trạm xá cấp cứu rồi. Hả? Con Mỹ nhà tôi bị xe dẫm vào người rồi à? Rồi đấy! Tại ông đấy! Sao lại tại tôi? Làm sao con Mỹ bị tai nạn à? Thế này thì lỗi là tại ta thật mà. Tại ta uống nhiều, cái bạo lực gia đình như con Mỹ nó nói bây giờ ta mới thấy nó. Chính nó làm cho con Mỹ của ta bị xe hút vào người. Tất cả là tại ta. Trời ơi.